ấy đất ui ôi rồi đi đi em lại mất rồi chiều không còn tiếp diều lấy đi có bao giờ đến tiếp tây với được con mổ cá mà ném cái cục này xuống này xong không mới ăn không tao đi nặng ngồi đợi nó chạm bao giờ tao đi nặng ngồi cho mày không chết à gì thì cắt trâu nó vào cho nó dính đầy con cá thích ăn cắt trâu mày còn thích con cá anh ấy mày anh chuyên gia ăn bánh cắt trâu mày ấy tao biết bánh cắt trâu là cái gì cái bánh gọi là bánh gai bánh chọc gì á à chịu anh nên đi ăn bánh cắt trâu ấy đấy rồi đấy. Này tao phải tải hết cả cái đống mồi này không được con nào nhanh nhanh cái tay lên sáng đi ăn gì à sáng có mua cho được cục xôi to như thế mà yếu đuối câu. Nào không câu câu gì biết câu đâu câu thì con mới được câu cá hả em câu cá tép rồi đấy tép tép biết cục cá tép thì chính gì thế anh đã được con nào chưa tao câu con to thì tao phật ở tận ngoài cầu cầu nhỏ phật 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 ngoài đối chưa đây không đây con cứ bảo câu cá em câu không tiệm tiệm mà được nói chuyện với anh muốn hiểu quá hiểu đâu ấy ra ngoài đường ấy điên à kéo mà lấy nhầm lá chùi nhá mà lại ngứa cả ngày nhá anh ơi gì đấy tao mắc cái này để chân gà ô đi đâu ấy đi rồi có cái bà nào bà đi chợ ấy bà tụt làm rồi em gọi mãi bà không quay lại nhá không trả cho người ta em gọi mãi bà không quay lại em lấy luôn mày chắc người ta biết mình cầu không được cá đâu để lại cho chân gà mình ăn đi nếm đi con cá kệ đã mắc mắc đi đi chặt cây nữa nhá ừ. Đây xem nào ui ngon vãi trưởng nướng mày ở đây đấy nhá tao vào mượn đồ để nướng gì mày không lấy bật lửa với muối cả anh lấy đi em đi ăn mụn nhá mụn ngon vãi trưởng ăn mụn đẹp trai mày không kiếm củi đi lấy đâu củi củi đầy thiếu gì có khỉ ngon lắm thôi mà từ tí tao đi xin ít than vừa đi ỉa về chát đít chát cứ đi cho con rau kia vào đây để tao ướp nào siêu cây à siêu kê siêu kê á thưa ông dốc tất vào đây dưới ạ dốc nó bẩn bẩn nó mày nhặt ở ngoài kia người ta đã rửa chưa mà rửa rồi đấy. Rửa rồi như vậy đi chợ về chưa rửa đã. Người ta bán rửa rồi. Ăn bật xuống lầu. Ăn cất cho bất tử. Mày đã làm luôn đống người kia đi. Không. Ăn đi. Đấy là cất bò. Tao bơm đi bốc cất cho mày ăn nhá. Em đi lọc thôi. Để nguyên cho tao tí tao chống tao nướng. Ôi, mày lấy tấm gì đấy? Kéo mới lại tàu 6 tấm của mấy ông kia bốc mộ nhá. 6 tấm là cái gì? Mày đường sau này mày gà mày chết thì mày biết tàu 6 tấm là cái gì? Em uống thuốc trường sinh bất tử rồi. Đưa cái đi. Đấy thử đi em. Cái là gì đấy? Làm trọng đi ngồi. Mày bên kia sang đây. Rồi. Con cá của em cho anh lại nướng thế này. Để nhớt mai trả xong đấy. Thưởng thức ngon ngon là phải đấy chứ. Đấy đấy. Là phải đàng hoàng, bình tĩnh nhở. Tin không cây cú à?
rơi vãi thì nó còn bức tường ở đấy. Đây. Thế thì cũng phải bình tĩnh. Ăn uống nó phải đàng hoàng. À, cũng phải ok. Vẫn cứ là khi cô. Vẫn cứ là ok. Cái gì quả nhé. Đấy. Rồi. Về đấy. Ây da. Câu cá tiếp. Ờ đi câu cá đây. Để đó. Để đây. Tí nữa mình thăm thôi. Tí thăm tí thôi. Ngày nhất vãi trường. Hãy đi sáng xong. Đây. Đi. Chảy chín rồi đấy. Quên lật. Có mấy chín. Ui chảy rồi đây này. À. Nóng quá. Ôi. Ôi. Ôi, lại rơi cái này, hay rơi. Ôi giời. Cái chân gà thì chắc rơi rồi. Ôi, lại rơi tiếp. Ôi cháy này. Ôi vàng ấy. Mình nhắc lại trường. Ôi lật cái này lại chứ. Ôi giời, ngon thế. Lật đi, lật đi. Bỏng quá. Ôi vàng hề. Ui và kì. Mình đã vãi trường. Ui, phê vãi trường. Ui. Mày thấy cái món anh của ai? Ngon nhỉ. Đẳng cấp à? Đó, phát này không... Cái này đi. Phát này không phải úp chậu nữa. À. Ui. À. Ai. Nhau trên chân. À. Ui. Bỏng vãi trường. Úp chậu vào cho nó nhanh chín này. Ui giời lại rơi. Nhớ nhớ thế nhỉ. Lại rơi rồi. Cái miếng này rơi đến 3 lần. Tí cho mày ăn miếng này. Ăn hết cái chín là ăn. Ui thơm đấy. À. Thơm vãi trường à. Rồi thì đây. 5 phút nữa chín. Đi câu cá tiếp đi. Ui rồi. Mày kiếm đâu rồi. Ui giời ơi. Mày lấy cái lá khoai cho đi đây. Kia. Ủa, cháy hết rồi. Nhớ nhất vãi trưởng. Cháy em ăn tất cảnh cho anh đang tất chân. À được rồi. Đi. Có quả chanh nó rút đâu nhỉ? Ở đây. Đây. Lấy muối ra. Đây. Đó là đâu, đúng rồi. Đấy. Con dao còn đây. Đây. Ui cháy rồi. Một miếng. Hai miếng. Ba miếng. Làm gì đấy? Nó bẩn quá. Ui ngon đấy. Muối đâu anh? Đấy. Ui vàng đấy. Ui rồi. Vàng rượu. Ui rồi. Ui dồi. Ôi dồi. Ây da. Thơm vãi. Các bạn ra xem cận cảnh nha. Wow. À, các bạn đã thấy phê chưa? Nào, mà đệ thấy phê không? Ừ. Wow. Vẫn còn nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn. Thôi. Ôi anh ơi. Đã. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. À. Thơm á. Cuộc sống nó cảm thấy nó lại bắt đầu thú vị dần này. Yêu đời phải không? Có ăn thì yêu đời ngay. Ngon nhỉ. Ăn vãi trưởng. Ngon nhỉ.
nghe ngồi gái trưởng nhỉ. Kéo ấy trưởng. Ăn cánh thì nó ngon hơn chân nhỉ. Anh có thấy mày quay hình nước không? Không thấy rung rung. Em thấy cả cây bên kia rung kìa, không có gió mà vẫn rung. À, rất là ngon các bạn. Mày quay thì nó cẩn thận một chút tát nha. Sợ này mày quay biểu á. Cứ cái cảnh nào mà ngon ngon à mày quay lắm lại bị tát. Kiến này, cái ăn nói là đặc biệt ngon. Là ta phải đi lượn đường xem có ai đến chơi không? Làm gì ai cũng đến chơi. Mày tao mới không cho mình tao mua chân cánh mà không mua được. Ngon đấy. Hơi bẩn. Tuyệt vời không mặt trời. Ôi cái miếng này rơi hơi bẩn tí. Bẩn đưa đây. Bẩn đưa cho chó á? Anh không vứt. Chó xong mày ăn mất phần chó gì? Anh không vứt miếng nào ra cho chó à? Hả? Chó thì chỉ ăn xương thôi. Đâu nhỉ? Đây, chó xương. Đây. Chó nhà, chó ăn cái miếng ngon ngọt thì. Đó. Nó xong ăn rồi. Ngon. Quá là tuyệt vời luôn. Ngon nó quên cả bia. Mời các bạn nhá. Quá là ngon luôn. Có xương cứ cho chó nhé. Ê. Chó này tao có tên rồi. Chó ăn cái gì? Hả? Chó tên ta tên Tây nó có gì? Nickly. Cái gì? Ngon thật. Ngon quá. Thơm nhỉ. Ăn nhanh không nó sổng xích. Ngon biết chưa. Ngon quá. Có ngon các bạn. Quá ngon rồi. Cực thật. Thì đến xương luôn. À, 100%. Món này hôm nay em thấy tuyệt vời nhất. Mày thì hôm nào món nào mày chả thấy tuyệt vời. Cái món chó không thèm ăn mày còn tuyệt vời nữa. Ngon lấy cửa. Anh không cho ăn bò nữa à? Bò ăn cỏ nữa à? Ủa, nó này cháy. Ủa, cho chó. Con là công nhanh mấy chưa? Tao lại mày luôn nữa. Quá mồm mày nhắm vào cả buồn. Tao với mày chắc phải thêm. Đây, tao với mày chắc phải thêm vài cân nữa chứ thế này không đủ. Mình lại còn thương thì chẳng nhắm nó chó này chứ. Nên là tự dưng màn hình nó nháy ác quá. Cứ thấy cắt vắt mất hút đấy. Đói có tiếng chả có miếng. Rồi à ngon này, đặc biệt ngon này. Hai đời sôi sôi cái ngậm nướng bột kia hay là kia ướp bột này không ngon. Ướp thường tí mắm muối ớt sa tế và ngon nhiều. Ngon quá. Hai cái này đấy. Hả? Hai cái này câu cá này nướng tiếp này không đủ à? Không. Bây giờ mày không thấy vừa luôn nãy lúc bà kêu bà đi quà đấy làm mình mất bao nhiêu chân gà đấy?